Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với kênh thông tin Crypto KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví Near. Rồi, quý vị hãy vào trình duyệt và vào địa chỉ wallet.near.org. Quý vị chọn vào Credit Account này. Ở phần này, quý vị hãy nhập cái tên ID của quý vị. Nhập xong, quý vị chọn vào Credit Account. Rồi, quý vị click vào cái I agree này. Click vào cái I agree dòng thứ hai. Rồi, quý vị chọn I agree and continue này. Ở đây quý vị để nguyên là recovery. Rồi. Quý vị chọn vào continue này. Thì đây là cái dãy ký tự 12 cái mã số bảo mật. Quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật và không được cho ai biết hoặc làm lộ cái 12 ký tự này. Còn đây là cái ký tự KTV chỉ làm cái video này và KTV cũng không có sử dụng cái ký tự này. Rồi, sau khi sao chép lại 12 ký tự, quý vị chọn vào Continue để tiếp tục này. Bây giờ quý vị hãy xác nhận là quý vị đã lưu 12 cái ký tự và cái ký tự số 8 là gì thì quý vị hãy đánh vào đây này. Đó. Ở phần này họ có thể bắt xác nhận bất cứ thứ tự ký tự nào từ 1 đến 12. Rồi, sau khi nhập chính xác xác nhận thì quý vị chọn vào I am not a robot này. Rồi, quý vị hãy xác minh theo cái hướng dẫn này. Click vào verify này. Đó, quý vị chọn verify and complete này. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Thì đây là giao diện chính của ví Near. KTV vừa đăng ký xong. Họ cho luôn 0.01987 Near vào ví này. Ok chưa? Rồi, quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt để dễ sử dụng. Quý vị tìm những cái biểu tượng phía bên trên góc phải màn hình có chữ A này. Quý vị chọn tiếng Việt. Đó. Rồi. Về vấn đề gửi nhận thì quý vị chọn gửi nhận như bình thường và làm theo hướng dẫn bởi vì ở đây nó là tiếng Việt thôi. Rồi, bây giờ cái vấn đề làm sao mà mua Near chuyển từ các sàn về hoặc ở chiều ngược lại. Thì hiện tại cái token Near đang được list trên 4 sàn lớn. Sàn Binance, sàn Huobi, sàn OKEX và sàn Gate. Thì quý vị có thể mua Near từ một trong 4 cái sàn này và chuyển về cái ví Near này. Trong trường hợp quý vị chưa có cái tài khoản của một trong 4 cái sàn này thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký của KTV. KTV để bên dưới video để quý vị có thể nhận được giảm giá khi quý vị giao dịch trên các sàn này. Bây giờ quý vị hãy vào phần tài khoản này. Ở cái phần tài khoản này thì quý vị có thể cài đặt bảo mật cũng như là khôi phục dữ liệu ví.
Thì ở đây có 4 cách để khôi phục. Cách an toàn nhất là quý vị kết nối ví với cái ví Netgear. Cách thứ hai là liên kết với địa chỉ email. Cách thứ ba là liên kết với số điện thoại. Và cách thứ tư là xác thực hai yếu tố, cài đặt cái app Authy. Thì cái cách thứ tư này, tài khoản ở đây họ yêu cầu là phải tối thiểu có 4 NIR. Ok chưa? Rồi, thì quý vị muốn bật xác thực bằng email hoặc số điện thoại thì quý vị chọn là bật này. Rồi, ví dụ ở đây KTB sẽ chọn khôi phục bằng email đi. Và KTB sẽ nhập email vào đây. Ok chưa? Còn quý vị có thể khôi phục bằng số điện thoại thì quý vị chọn số điện thoại. Đó. Nhập xong, chọn vào tiếp tục này. Rồi, bây giờ quý vị hãy mở địa chỉ email lên để lấy cái mã xác nhận. Quý vị hãy nhập cái mã xác nhận vào cái ô mã xác nhận này. 208 này. 616. Rồi. Quý vị chọn vào xác minh và tiếp tục này. Ok. Đã thêm địa chỉ email thành công. Khi quý vị thêm cái địa chỉ email hoặc là số điện thoại thì quý vị sẽ có thêm những lựa chọn để khôi phục lại dữ liệu ví. Ok chưa? Thì mặc định ở đây là khôi phục lại bằng cụm từ 12 cái dãy ký tự. Đó. Tiếp theo là email và số điện thoại. Thì đây là 3 cách để khôi phục lại mỗi khi quý vị muốn đăng nhập vào một cái thiết bị mới. Ok chưa? Đây, ví dụ KTV sẽ mở cái email lên. Đó. Thì đây là cái email mà họ gửi cái mã xác nhận vào này. Đó. Thì quý vị có thể lưu lại cái email này. Và mỗi lần đăng nhập, quý vị không cần phải nhập cái 12 ký tự nữa. Mà quý vị chỉ việc bấm vào cái Recover My Account này. Đó. Thì đây là cái đường dẫn. Nó sẽ dẫn đến cái địa chỉ ví của quý vị. Đó. Rồi. Và trong cái trường hợp số điện thoại nó cũng vậy. Ok chưa? Đây. Ví dụ KTV sẽ mở một cái trình duyệt mới. Và vào lại cái địa chỉ wallet.lia.org này. Ở phần này quý vị hãy chọn vào Import để khôi phục dữ liệu ví này. Ok chưa? Thì ở đây nó có 4 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, khôi phục bằng email, khôi phục bằng số điện thoại này và bằng ShipPay. Thì nó là 12 cái ký tự ở cái bước đầu tiên mà KTV đã bảo quý vị phải lưu và cất thật kỹ. Ok chưa? Rồi, còn về cái phần ví Netgear thì đây là một cái ví mà họ bán bên ngoài, giá ở cái thời điểm hiện tại rẻ nhất cũng hơn 2 triệu. Đó, thì cái phần này KTV sẽ không đề cập đến, bởi vì nếu như quý vị là những người mới, quý vị cũng không cần thiết phải sử dụng cái ví này. Ví này để dành cho những người họ có nhiều dữ liệu thì họ nên sử dụng cái ví này. Ok chưa? Rồi. Và đến đây thì KTV xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.